Từ giờ là không được gen. Bất cảm giác đau. Nó là làm đôi ba nháy thì xong rồi cho con này bay luôn. Này chẳng ông táo anh em ạ. Ông táo. Con em à? Hả? Không. Hải đi nữa. Hả? Hải ơi. Ôi, giật mình anh tưởng. Làm anh giật mình. Con này không phải con này mày. Nhanh vào nhanh. Khỏi chưa? Chưa. Có em ở đây nào chưa nhỉ? Chưa. Chào anh em nha.
Thế ở nhà bố có những cái gì hả con? Hả? Bố Hằng ơi, bố đau đuôi. Ô, bố phá cái kia đi rồi nè. Nào. Thôi, con đang khám mà em. Em đóng cửa cho nhé. Con không thích con chú bắt nhá. Nào. Cắt tay nhá. Thì sao? Thật không chỗ nào khám hả em? Đó. Thì chỗ khám mà. Đó. Em sang bên đấy đi. Bên Phú Lộc ấy. Đến chỗ Đa Khoa Ngọc Lan, người ta làm 8 giờ mà. Khám hơn nhanh thôi. Nào, nào, nào. Cái gì nhỉ? Hân, nghĩ cái gì? Đánh nhau không? Tụi bay trắng lắm mày. Hân Tinh, Hân ra cùng ai đi? Ra cùng ai đi? Hả? Đi cùng ai? Không thể. Tay lạnh ngắt rồi. Đau không? Đau không? Đau. Bố Son khóc rồi kìa. Bố Son khóc rồi. Đau quá. Đi khóc rồi, nước mắt kìa. Chảy mắt hơn hết đấy. Hả? Sắp xong rồi. Khoảng tầm 10 giờ em ạ. Ủa? Làm linh nữa mà. Nghe được một con rồi, ông ạ. Con 78 rồi. Con 78 rồi. Mấy mấy trăm làm được cái gì ra đây? Kiểu mày tham vừa vừa thôi chứ em. Không được thì bảo không được, không được thì bảo được bao nhiêu ra đủ. Đau ở đâu rồi bác chít cho một cái. Đau đâu? Con đau không? Con đau á. Con đi ra được không? Con đau. 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 Con đau
Nhanh, về đây. Về đây hỏi cái gì này? Không nghe không? Bảy mươi, bảy mốt, bảy hai, bảy tư. Cháu có bảy lắm. Hai tám thì đỡ rồi. Con gì đây? Con là thương. Ai là con thương? À. Con bò. Tối ngày đi bị kí cho con mà thôi. Dù ai đem tôi nhưng không nghịch nhá. Điện nhé bạn, điện không điện nhé. Đây ăn kẹo không? Kẹo trong túi kìa. Ăn không? Đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi
ai đẹp đôi yên giữa tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Một bài hát kia thì mình sẽ có hát bài gì để cho tôi lựa chọn đó, để gửi tặng cho khán giả đêm nay nè. Bài gì cũng được. Bài gì cũng được là bài gì ta? Là có biết bài chị Sơn Ca không? Dạ biết. Cái gì cũng muốn nghe chị Sơn Ca không ạ? Có. Dạ hãy cho hát đây là cái gì nhá. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Bôi Điều Này, một bài hát rất là hay. Một ca khúc đã ăn sâu vào trong trái tim của Tân Đại Vì. Thì ngày hôm nay hai chú cháu sẽ hát tặng cho Tân Đại Vì đây một ca khúc chia sẻ nhạc, một cái việc nghe đề 71 nhây. Còn một môn nó còn làm 4 nháy. Hả? Nào, không tựa như thế. Kéo cái chân sau bên này. Kéo đi. Cái chân này. Kéo sang bên này, kéo đi. Từ từ rồi, một tí nữa. Được rồi. Ai con sương. Sương vừa bảo xong. Được rồi. Sướng nhá, thế cái đầu nhá. Hả con, nó có gì đấy. Rồi lấy đâu anh? Chít rồi, chít rồi. Chỗ đấy còn nhiều thế à? Nào. Nói bao lần. Đau răng rồi lại ăn kẹo vào, đúng rồi. Tí về lại kêu đau nhá. Nhá. Được thế. Không đẹp đâu. Không đẹp đâu bố ạ. Không đẹp thì thôi. Quên qua
chỗ đấy đau lắm rồi anh em. Thật. Đợt cho đến hôm sau, đợt đấy. Đá phòng vệ sinh nhanh ra ngoài á. Sao cửa không? Thấy xe hả? Xe pháo ngoài được đâu đấy. Quản
Sao rồi? Chịu. Mẹ đâu ơi? Mẹ đâu? Ở đâu á? Đóng cửa vào. Đóng cửa. Bên này. Ngày đó xa rồi, nay chỉ là mong thôi. Đừng nhắc làm gì, đau sớm. Được rồi, được rồi, được rồi. Đêm dài đành uống đôi kiếm cho gió phần nhói nhói tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Uống nước về chị Long thân cái gì vậy? Ô bên này quán ở đâu đường đi về thì khá vì đi lạnh lắm mà nó vừa đá cửa này, quán anh nha. Tối về ai có ngủ luôn với nó. Bây giờ còn đi khám cái gì? Thế bảo con bên còn mà con Ngọc Lan cái đi to đùng đi 5 tầng liền đó. Nó kêu con về thế này chắc tàng. Chín ốc cái chắc tăng. Ồ. Nó 8 giờ nó mới nghỉ mà. Mày mình ghê nhỉ? Dạ. Mẹ ăn cái này. Mẹ không ăn. Ăn. Không ăn bắt người ta đâu. Mặt trăng có đánh không? Tí mà trăng, trăng sáng rồi, trăng, trăng tối à? Không. Kiểu người ta you go. Mày tự nhiên như nhà mày ấy nhỉ? Hả? Ừ. Xấu hổ à? Hả? À, cho con sâu ở đây. Gấp. Vẽ cho con bướm vào đấy cho nó. Ui.
Đánh cái này giá lắm rồi. Em thấy giá đâu? Ủa anh thấy máy giết người. Thật công nghệ. Ôi dồi. Đi lên. Em nhìn này thì có thấy đau lắm không? Đúng không? Còn gì đau lắm đúng không? Chê còn được sang sống rồi cả. Nó cứ mẹ nó khó anh. Nó sang sống nghĩ cái cảm giác sợ. Đây nó ủ tê đấy. Tê hết cảm giác rồi còn cứ kêu. Mẹ xử với thằng này cứ thấy vợ đến nó đầu lại được trò. Em chuẩn bị vẹo cuộc sống này. Em không biết bao nhiêu sao trên trời. Em không biết cuộc đời mai ra sao. Dù là người ta sao thì em vẫn luôn có con bất ngày luôn bên cạnh anh mãi thôi. Em không biết yêu anh sao cho vừa. Em không biết ngọt ngào bạn này giàu đấy. Bạn này cũng xếp son đầu tư thiếu tiền. Đầu tư chơi quả mú lông vú gì nữa. Quả mú kia nhìn như ông già ấy. Không, đau họng nó cho nó uống nước mà. Từ hả? Bật không? Bật cho xếp cái. Mày lại ăn kẹo ngọt rồi đấy. Lùi lùi lùi. Nói bao nhiêu lần rồi. Mày cứ đau là tối nay tao cũng không biết đâu. Xếp dưới đây cơ mà. Uống nước anh nhỉ? Uống nước anh nhỉ? Bảo là không ăn đồ ngọt mà nó phải ăn. Chẳng đóng thế. Thằng muốn tóc con nó ngửi là tím. Anh cứ chăm sâu vào. Không để mai kia thay màu ấy. Anh cứ thật không nên. Kín. Anh không biết bao nhiêu sao. Bao lâu nữa thì xong? 10 giờ. 10 giờ. Bọn thân lên lâu này. 10 giờ ít nhất còn nó tí rồi. Bọn chú Đông rồi. Mình chút đông rồi. Mình có đông ấy bạn ơi. Có đông cũng mít mì, bạn đông cũng mít mì. Làm bà đó. Làm như kiểu là đang ở đấy mà biết được. Lúc thế này cô chỉ vậy á. Cái hạt được. Có ăn đồ ngọt nữa. Sao không chạy nổi anh chị? À,
anh dí rẹt 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 cái máy nó không chạy nổi. Chạy được dí cùng lắm lấy kim đấy là kim. Đốt, lại bắt đến này. Hả? Đốt, lại bắt đấy. Cái này là bắt. Dây 70.000 đắt không? Lấy cửa báo 15.000 đấy. Kia mình là khách quen, khách trung thân của nó. Còn xuống đây lặn nước lặn cái nó bóp cho nó 5.000 đúng rồi. Cái gì vậy? Không lấy lại đúng không? Một cái vẫn ngon nhất, mình đắt nhất. Con bò. Con bò đây. Con bò kìa con bò. Đâu? Con bò kìa. Con bò kìa con bò ở bên này. Đi ra. Không biết con gì ấy. Thằng này bảo đại bàng, thằng này bảo cú mèo chết. Ăn mồ hôi. Thank you.
Thầy nó ảo.
hôm đi không về hối hận, tí nó nhảy cầu này. Đi mẹ. Thế mà chưa nhảy. Mình nghĩ lại mai còn chỉ có anh có thể cứu được em. Thì bây giờ đến này xong thời gian sau đánh lại anh. Không bảo nếu mà em đánh lại đánh một lần rồi ấy, anh phải sửa lại đấy thì đánh hai lần đó hả? Ngay từ đấy tôi còn đánh nhưng ở đâu lắm rồi, thôi không chịu đến lúc nào. Cuối cùng đánh lại phát cổ tay nữa. Ờ đúng rồi. Đây rồi này, đi rồi này. Đi không? Đi. Qua đi. Gần đẹp rồi này, cái này là hết mực đi kìa. Ông này ông ấy, anh đang đánh ngon. Ông này ông hết mực. Đổi hết cho anh. Lấy đâu cần rồi.
co lại lên thế nhá. Chuẩn bị chuẩn bị đông cứng lại. Bôi đen mấy chỗ đen thì anh thấy da em chưa đủ đen. Màu ngò bóng rồi. Mờ quá, nó ảo quá, hỏng hết đấy. Thôi. Đấy, còn trắng mặt. Thế mắt. Mày đi, anh quên, anh bóc kim to rồi, anh chưa xẹt mày mới phát. Anh mà xẹt mày phát, anh đỡ chưa được, anh nhảy xuống. Đấy. À, anh ơi. Tra tấn. Thấy rõ nào? Thấy à? Xong rồi. Nhẹ nhàng nha, biết phải biết thường hoa tiếng Ngọc nha. Cái đoạn này còn đau hơn cả xăm. Tao bỏ đầu lại ra chắc ăn. Tao là từ đầu xuống thì có phải là bỏ tiết chính lại ra để tối cuối cùng ra. Vừa sức khỏe rồi, vừa tập rồi, đẹo cứ giảm vờ, vẫn chịu được tiếng nữa, tiếng rưỡi hai tiếng nữa chịu được. Sợ cái chăn của anh đưa đây không có chăn cho khách đắp đâu. Yêu ra mở cửa đây. Hân ơi, thấy cái gì đây? Hả? Anh
con lên. Đây đó phải rồi. Phải nặng rồi. Mình nghịch nha.